Nhất hưởng chuyên niệm Điều này vô cùng quan trọng Đây thuộc về hành môn Phát tâm Bồ Đề là nguyện Có nguyện có hành Dùng hành để thực tiễn lời nguyện Thực tiễn nguyện vọng của chúng ta Đây là nhất hưởng chuyên niệm Nên nhất định phải học Trong một ngày Ngủ không tin Một ngày từ khi thức dậy cho đến lúc đi ngủ Niệm Phật nhiều hơn tạp niệm Điều này quan trọng hơn bất cứ điều gì Nếu trường hợp của chúng ta Có thể niệm Phật được 8 phần 10 Tạp niệm chỉ hai phần Như vậy nhất định được dạng sanh không những chắc chắn được giảng sanh mà muốn khi nào đi thì lúc đó có thể đi muốn sống thêm vài năm cũng không sao công phu niệm phật của quý vị đã thành tựu nếu tạp niệm và niệm phật bằng nhau năm mươi phần trăm so với năm mươi phần trăm nửa này nửa kia chưa chắc được giảng sanh còn phải dựa vào nhân duyên khi lâm chung nếu công phu của chúng ta là sáu so với bốn mỗi ngày tôi niệm phật là sáu mươi phần trăm tạp niệm là 40% phần trăm có thể giảng sanh, cao hơn nữa niệm phật 80%, phần trăm, dòng niệm 20% phần trăm sẽ tự tại giảng sanh. Nên làm điều này vì nó là thật. Những việc thế gian khác đều là giả có thể xả thì nên xả đáng xả thì phải xả không còn làm những việc hồ đồ nữa nhất tâm nhất ý chỉ cầu giảng sanh ngoài giảng sanh ra không có ý niệm nào nữa cả